Thì chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm và chia sẻ cho các bạn cái cách xử lý chống thấm ở trần nhà. Đây các bạn nhìn đây. Đây là cái trần nhà nhà mình. Mình ở dưới là nó bị thấm mà dột rất là nhiều trần bê tông. Quá trình mình sinh hoạt thì mình cảm thấy rất là bức xúc. Thì hôm nay mình trước nhất là mình sẽ làm thử cái cách này xem có hiệu quả hay không thì mình chia sẻ cho các bạn nhé. Đây, trên trần này thì mình vừa dỡ cái tấm bê tông chống nóng ra. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thì mình phát hiện cái vết lứt bên trên. Đây các bạn nhìn kỹ rồi. Đây các bạn nhìn kỹ nhá. Đây, các bạn nhìn đây. Đây là vết lứt bên trên. Thì bây giờ mình sẽ quét sạch sẽ, mình tìm những cái đường dài của nó để mình công tác đầu tiên là công tác vệ sinh. Nhá, các bạn nhá. Đây nha các bạn nhá. Sau khi mình vệ sinh thì mình đã thấy được các vết nứt trên bề mặt. Đây các bạn nhìn này, nhìn rất kỹ nhá. Mình vệ sinh rất là kỹ. Đây, các vết bề lứt này các bạn nhìn kỹ này. Đấy. Mình quay cho các bạn xem. Đấy. Đây này. Nứt rất là dài và góc trong nữa. Đấy. Thì xin chia sẻ với các bạn này, cái khâu vệ sinh là khâu cực kỳ quan trọng để chúng ta xử lý keo. Đấy, chúng ta muốn cho keo bám thì trước tiên là chúng ta phải phát hiện vết nứt đã. Đó, sau đó là chúng ta vệ sinh thật kỹ. Đấy, các bạn nhìn kỹ, mình đã quét bằng chùi rễ cũng như là mình lấy dao cạo thật sạch những cái lớp vữa. Đấy. Thì nó mới chút nữa mình mới quét sơn nữa. Đấy. Đây các bạn nhìn kỹ này. Thì bây giờ mình sẽ bước tiếp theo là mình sẽ lấy cái máy chà, máy cắt ấy, mình rạch thành các cái khe này. Đấy, các khe để mình quét sơn để cho nước sơn nó sơn nót ở nó thấm ở dưới. Đấy. Bây giờ mình tiếp tục mình rạch nhá các bạn nhá. Đây các bạn. Sau khi mình lấy máy cắt, máy chà, mình rạch ra. Đây, rạch vát hai bên ra thì nó sẽ ra một cái đường như này các bạn. Đấy. Thì mình rạch như này thì để cho mình quét sơn cho nó thấm ở dưới. Cái nhất, cái hai nữa là chút nữa mình bôi keo thì nó sẽ được rộng miệng hơn. Đây các bạn nhìn kỹ nhá. Đó. Đấy. Thì bây giờ mình công tác quét sơn thấm sơn nót nha các bạn nhá. Sơn này các bạn phải biết cho đầy các khe nhé các bạn nhé. Đấy, làm sao để cho nó lọt vào bên dưới thì càng tốt. Đấy, vào cái rãnh này các bạn phải quét 1-2 lần cho nó dày nước. Bây giờ mình tiến hành bơm keo nhé các bạn nhé. Sau khi bơm keo thì các bạn miết cho nó chắc keo. Đây các bạn. Sau khi mình chít một lớp dày. Trông khá là dày cái lớp keo các bạn nhé. Đấy. Các bạn chỉ dùng keo Avalo nhé các bạn nhé, A500. Loại keo này khá là tốt các bạn nhé. Thì video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn thấy video của mình hay hãy cho mình một lượt like và một đăng ký nhé các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.